Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của khoa học công nghệ, bên cạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong kinh doanh sản xuất, việc phát triển giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ thông tin cũng đang ngày càng được quan tâm. Nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện Smart Edu 2014, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong giáo dục, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thành công của các trường, cơ sở đào tạo trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đào tạo. Hệ sinh thái quản lý trường học, giải pháp trường học trực tuyến hay ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo tiếng Anh. Đây là những giải pháp công nghệ được giới thiệu tại sự kiện Smart Edu 2014. Với sự quan tâm về những giải pháp công nghệ đang được áp dụng hiệu quả trong cũng như ngoài nước, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Mai, Hà Nội cũng đến đây để tìm kiếm một giải pháp phù hợp cho ngôi trường của mình. Tôi rất muốn là học sinh được tiếp cận những cái mới của trong cái bài giảng. Nhưng nhiều cái thực tế mà nói là bây giờ vẫn chưa làm được bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều vấn đề. Ví dụ như học môn địa lý, các cháu nó muốn tìm hiểu kỹ về về đất nước Việt Nam thì các cháu có thể dùng cái bảng tương tác hoặc cái bàn thông minh đó thực tế, đi vào cái thực tế của bài giảng. Những băn khoăn của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng chính là những nội dung được thảo luận xoay quanh chủ đề giáo dục thông minh. Đây là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục tiếp cận, trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp ưu việt, đem lại hiệu quả cao cho công tác quản lý, dạy và học của các cấp và bậc học. Các sản phẩm nổi bật tại triển lãm lần này là hệ thống phần mềm quản lý trường học thông minh của công ty MISA, sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Giải pháp này không chỉ giúp nhà trường có thể quản lý học sinh dễ dàng, mà còn giúp các đơn vị cấp bộ, cấp sở có thể theo dõi chặt chẽ các trường học trực thuộc. Ngoài ra còn có hệ thống trường học trực tuyến được giới thiệu bởi Samsung, tận dụng ưu điểm của các thiết bị thông minh như máy tính bảng. Hãng đã đưa ra phương pháp dạy học tiên tiến hoàn toàn với sự giao tiếp giữa thầy và trò qua chiếc máy tính bảng. Hiện nay là Samsung đang giới thiệu các cái ứng dụng trong giáo dục và đào tạo. Microsoft cũng đưa ra cái mô hình giáo dục và đào tạo của Microsoft. IBM cũng hướng dẫn cái chương trình của IBM, tức là nhiều chương trình và nhiều tập đoàn đã hỗ trợ cho Việt Nam trong vấn đề ứng dụng vào giáo dục. Tuy nhiên, gần đây có những cái ứng dụng mới, ví dụ như là công nghệ dạy tiếng Anh của Israel thì là công nghệ cực kỳ mới và chúng ta đang có cơ hội để tiếp cận với cái giáo dục mà như chủ đề ngày hôm nay nói là Smart Edu. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục cần những cơ chế xã hội hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển nền giáo dục nước ta hiện nay. Khi đó những nhà quản lý như bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc phát triển giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.